Xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Sức khỏe Online. Hôm nay, chuyên mục Sức khỏe Online xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một loại cây thuốc nam quý hiếm khác. Nó có tên là cây mặc nhân. Vậy cây mặc nhân có tác dụng dược lý gì? Xin mời quý vị cùng Sức khỏe Online tìm hiểu. Cây mật nhân hay còn được gọi là cây bá bệnh, cây mật nhân, cây bách bệnh, được biết đến như một loại thảo dược chữa bệnh hiệu quả trong dân gian. Cây mật nhân có tên khoa học là Ericoma longifolia Jack, Rasula pinnata Lao, thuộc họ thanh thất Cimarroba, chi Ericoma. Cây thường mọc dưới tán lá những cây lớn, cao khoảng 15 mét. Cây mật nhân có lông ở nhiều bộ phận. Lá cây dạng kép không cuốn gồm từ 13-42 lá nhỏ sánh đôi và đối nhau. Lá cây mật nhân có cấu tạo dạng kép, không có cuốn, mặt trên màu xanh, mặt dưới của lá có màu trắng. Một lá lớn gồm 13-42 lá nhỏ đối nhau. Mật nhân là loại cây đơn tính, nên không giống với các loại cây khác. Mỗi cây mật nhân chỉ có một loại hoa, cái mặt đực. Hoa mật nhân mọc thành chùm kép hoặc chùm tán, phát triển ở ngọn có màu đỏ nâu. Hoa thường nở vào tháng 3-4 hàng năm. Quả mật nhân có hình trứng hơi dẹt, có rãnh ở giữa, chứa một hạt. Trên mặt hạt có nhiều lông nhẵn, quả lúc non có màu xa. Khi chín thì đổi sang màu vàng hoặc đỏ sẫm. Cây mật nhân là giống cây mọc hoang, thường được phân bố trong những cánh rừng thưa vùng Đông Nam Á. Ở Việt Nam, cây tập trung nhiều ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Cây mật nhân sau khi thu hái sẽ được sơ chế và dùng với nhiều mục đích khác nhau như hãm trà, ngâm rượu, để chữa bệnh. Hiện nay, cây mật nhân vẫn được nhiều người sử dụng như một vị thuốc dân gian theo kinh nghiệm đã được cha ông lưu truyền qua hàng ngàn năm. Sử dụng các bộ phận rễ, lá, thân mật nhân trong việc điều trị bệnh. Dưới đây là một số đặc điểm và tác dụng mà các bộ phận này mang tới cho sức khỏe con người. Rễ cây mật nhân, một đặc điểm có thể nhận thấy bằng mắt thường về rễ cây mật nhân đó chính là hình dáng trụ của rễ. Vỏ ngoài có màu vàng nâu, trơn láng, bên trong rễ có màu vàng hoặc vàng nhạt. Rễ mật nhân có vị đắng chắc, tính bình, mùi thơm nhẹ mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người dùng. Rễ mật nhân có khối lượng khá lớn, có những bộ rễ lên tới hàng chục kg. Rễ là bộ phận có chứa nhiều dược tính nhất nên được sử dụng nhiều trong việc điều trị bệnh, dùng để ngâm rượu, pha trà. Lá mật nhân thuộc dạng lá kép đông chim, mặt trên màu xanh, mặt dưới lá có màu trắng. Mỗi cành lớn sẽ gồm 13-42 lá nhỏ xếp đối xứng nhau. Lá có dạng hình trứng dài, dày và nhẵn, cuốn cành có đỏ nâu, khá dài. Thân cây mật nhân. Mật nhân là loại cây thân gỗ, có chiều cao trung bình từ 10-15 mét. Mặc dù là thân gỗ nhưng cây có đường kính khá nhỏ. Thân cây mật nhân có màu nâu nhạt, được ưa chuộng sử dụng để ngâm rượu và pha trà, có tác dụng tăng cường sinh lý cho nam giới. Mật nhân có tính mát, vị đắng, với các hoạt chất như alkalis, quasini, hợp chất triterpen, nilotin, được nghiên cứu rất tốt cho hai kinh can và thận. Dưới đây là một số tác dụng chữa bệnh tuyệt vời của cây mật nhân: tăng cường sức khỏe cơ thể, sức khỏe sinh lý cho nam giới. Một trong những công dụng quan trọng nhất của cây mật nhân là chức năng tăng cường chức năng sinh lý nam giới. Các hoạt chất có trong cây mật nhân có tác dụng giúp cơ thể nam giới tăng tiết hormone giới tính nam. Loại dược liệu này cũng giúp bổ sung năng lượng, tạo ra sức bền cho cơ thể, tăng hệ miễn dịch, hỗ trợ điều hòa và ổn định huyết áp, giảm căng thẳng, bảo vệ gan. Tác dụng giảm căng thẳng, tăng cường trí óc của cây mật nhân đối với sức khỏe bởi hoạt tính alkalis có trong loại cây này. Một số nghiên cứu khác cho thấy, việc kết hợp cây mật nhân với trà gai leo sẽ có tác dụng hiệu quả trong việc bảo vệ gan, ngăn chặn quá trình xơ gan diễn ra. Loại dược liệu này cũng giúp bổ sung năng lượng, tạo ra sức bền cho cơ thể, tăng hệ miễn dịch, hỗ trợ điều hòa và ổn định huyết áp, giảm căng thẳng, bảo vệ gan. Tác dụng giảm căng thẳng, tăng cường trí óc của cây mật nhân đối với sức khỏe bởi hoạt tính alkalis có trong loại cây này. Một số nghiên cứu khác cho thấy, việc kết hợp cây mật nhân với trà gai leo sẽ có tác dụng hiệu quả trong việc bảo vệ gan, ngăn chặn quá trình xơ gan diễn ra. Tác dụng bồi bổ khí huyết, điều trị bệnh xương khớp. Bên cạnh những tác dụng bên trên, cây mật nhân còn chứa rất nhiều dưỡng chất giúp tăng khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng, đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Loại cây này đặc biệt phù hợp với những người có cơ thể gầy yếu, suy nhược, ăn uống không tiêu, khí huyết kém. Cây mật nhân cũng có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh xương khớp hiệu quả.
Cây mật nhân tốt cho phụ nữ, không chỉ có tác dụng với nam giới, mật nhân cũng được đánh giá cao trong việc giảm triệu chứng đau bụng khi hành kinh, kinh nguyệt không đều ở chị em phụ nữ. Có rất nhiều cách điều trị bệnh khác nhau với cây mật nhân, dưới đây là một số phương pháp kết hợp đơn giản, bạn có thể áp dụng ngay tại nhà. Cây mật nhân nấu nước uống, có thể sắc nguyên cây mật nhân hoặc kết hợp với các thảo dược khác như cây xà đen, cà gai leo, cây cỏ ngọt để giảm bớt vị đắng của dược liệu và dễ uống hơn. Chuẩn bị 15 gram mật nhân khô, một lượng vừa phải các thảo dược kể trên mà bạn ưa thích. Cách làm, lấy khoảng 15 gram mật nhân khô, chẻ nhỏ, rửa sạch, cho thêm thảo dược nếu muốn, đun với 1 lít nước sôi 85 độ C, sau đó sử dụng 3 lần một ngày sau mỗi bữa ăn. Cây mật nhân ngâm rượu, bạn hoàn toàn có thể sử dụng rễ và thân mật nhân để ngâm rượu để điều trị các chứng yếu sinh lý, mất ngủ, suy nhược cơ thể, đau nhức xương khớp. Chuẩn bị nguyên liệu, 1 cờ hờ mật nhân khô, 7 lít rượu trắng, bình thủy tinh to. Cách làm, rửa sạch dược liệu, để ráo rồi cho vào bình thủy tinh, đổ rượu vào bình tới khi ngập dược liệu, ngâm trong vòng 3 tháng để rượu nấm thuốc là có thể sử dụng, mỗi ngày uống một chén nhỏ, không nên dùng nhiều, bạn có thể kết hợp ngâm thêm hoa atiso hoặc chuối hột trừng để giảm vị đắng của mật nhân. Lưu ý, phụ nữ mang thai không nên dùng loại dược liệu này.